Xin chào các em, xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Nhí. Hiện cô đang là giáo viên dạy lớp 2 của trường tiểu học C Bình Phú thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cô phụ trách môn tiếng Việt. Do tình hình dịch Covid-19 nên chúng ta sẽ tạm thời học online tại nhà. Mong là các em sẽ tham gia đầy đủ các cái buổi học online để cho chúng ta có được cái kiến thức tốt nhất chuẩn bị cho việc đến trường sắp tới. Trước khi vào tiết học thì cô mời chúng ta cùng thư giãn với một bài hát mà chúng ta đã được học ở lớp 1. Các em cùng nghe nhé. Bài hát Lý Cây Xanh, dân ca Nam Bộ. Xong thì chúng ta sẽ cùng tiến hành vào bài học nhé. Tuần 9, như cô đã nói thì chúng ta tuần 9 là sẽ rơi vào phần ôn tập giữa học kỳ 1 và nó có 5 bài ôn. Tiết trước thì chúng ta đã được ôn tập 1, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài ôn tập 2. Và cô mời các em mở sách giáo khoa trang 74. Bài tập 1, mỗi thông tin và hình ảnh dưới đây có trong bài đọc nào? Cô có 4 bức hình, các em sẽ quan sát. Bức hình đầu tiên người ta cho mình các cái bưu thiếp, rồi người ta cho mình cái bước thực hiện luôn. Bước 1, vẽ hình dạng bưu thiếp theo ý thích, cắt theo đường đã vẽ. Vậy thì chúng ta nhìn xem cái bức hình này chúng ta đã được gặp trong bài đọc nào, các em hãy nhớ lại. Hình số 2 là hình ảnh của một bạn nhỏ đang chơi đá bóng, phải không nè? Và bên cạnh là có cái thời gian biểu của bạn, 7:30 đến 10:30, bạn học ở trường thứ bảy chủ nhật, tham gia câu lạc bộ bóng đá. Vậy thì hình ảnh của bạn nhỏ này kèm với dòng thời gian này chúng ta đã được gặp trong bài đọc nào? Các em hãy cố gắng nhớ lại nhé. Bức hình số 3, hình ảnh của một người bố, phải không ạ? Đang bế cái đứa con của mình và bên cạnh có một cái đoạn thoại là gì? Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng: trời ơi, con tôi! Vậy thì chúng ta đã gặp hình ảnh của người bố ôm con này trong đoạn văn nào? Các em cố gắng nhớ lại nhé. Bức hình thứ 4 là hình ảnh của một chiếc đồng hồ với dòng: cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Vậy thì chúng ta đã thấy cái bức hình đồng hồ này ở đâu rồi? Các em có nhớ không nào? Để cho phần trả lời câu hỏi ở bài tập 1 này được thêm sinh động hơn thì cô sẽ cho chúng ta chơi một trò chơi mang tên là bông hoa may mắn. Chúng ta cùng tiến hành. Để tiến hành như sau, trên màn hình cô sẽ có các cái bông hoa, chúng ta sẽ lựa chọn các bông hoa này và dưới mỗi bông hoa đó chính là những cái câu hỏi để chúng ta trả lời được hết tất cả những bông hoa thì chúng ta đã chiến thắng trò chơi này. Giờ chúng ta cùng bắt đầu tiến hành trò chơi nhé. Đi vào bông hoa hướng dương đầu tiên. Bông hoa hướng dương đầu tiên cho chúng ta hình vẽ của những chiếc này gọi là gì? Bưu thiếp. Bưu thiếp này chúng ta đã được gặp trong bài đọc nào? Đó là bài bưu thiếp. Trong bài bưu thiếp thì chúng ta đã được hướng dẫn cái cách để chúng ta thực hiện được một cái bưu thiếp để dùng để làm thiệp để mình tặng người thân, bạn bè, gia đình hoặc là ông bà của mình ha. Thì chúng ta cùng đi đến phần tiếp theo. Đến bông hoa hướng dương số 2 nhé. Đây là hình ảnh của bạn nào? Bạn Đình Nam, và nằm trong bài đó là thời gian biểu ha.
Thời gian biểu giống như những tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu đó, thời gian biểu nó là một cái bảng thời gian để cho chúng ta lên kế hoạch để thực hiện các công việc trong một ngày hoặc là một tuần, để cho chúng ta thực hiện công việc một cách là tốt nhất. Đã qua hai bông hoa rồi, chúng ta cùng đến bông hoa số 3. Không cần phải trả lời, chúng ta quay về nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với bông hoa màu tím này nhé. Rồi, hỏi chúng ta hình ảnh của người bố bế một đứa bé thì nằm trong bài đọc nào đây? À, cánh đồng của bố phải không ạ? Vậy là đã đến bông hoa cuối cùng, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Hình ảnh chiếc đồng hồ là nằm trong bài làm việc thật là vui. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các câu hỏi vừa rồi, cũng chính là hoàn thành xong trò chơi ở cái bài tập số 1 này. Giờ cô mời các em cùng tiến đến bài tập số 2 với cô nhé. Tập số 2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1. Cô nhắc lại bài tập số 2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1. Đối với bài tập này thì chúng ta cũng sẽ tiến hành tương tự như tiết trước chúng ta đã học. Có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn một cái đoạn văn mà em yêu thích, rồi sau đó chúng ta tiến hành đọc. Chúng ta chọn đoạn văn thì chúng ta phải, nếu là cái văn bản truyện thì chúng ta phải đọc với một giọng như thế nào ạ? Thông thả, tình cảm phải không? Ngắt nghỉ hơi cho đúng nha. Rồi, và đối với văn bản thông tin có là nghĩa là những văn bản cung cấp cho chúng ta những cái thông tin, ví dụ như cái bài làm việc thật là vui nè, là cung cấp cho chúng ta ví dụ như con tu hú thì làm cái gì, cái đồng hồ thì làm cái gì, con gà thì làm như thế nào, đó là cái đó gọi là văn bản thông tin. Hoặc là cái bài đọc là bưu thiếp, nghĩa là hướng dẫn cho chúng ta cách để thực hiện một cái bưu thiếp, thì đó, những cái đó được gọi là văn bản thông tin, phải không nào? Rồi. Rồi khi, hoặc là cái đoạn của bài gì? Thời gian biểu phải không ạ? Cung cấp cho chúng ta những cái thông tin của bạn Đình Nam này trong hoạt động trong một ngày của bạn. Đó, đó chính là những văn bản thông tin. Thì khi đọc các em phải đọc với một giọng là to, rõ ràng. Và kèm đó là chúng ta sẽ nêu nội dung của đoạn văn mà chúng ta vừa đọc nha. Rồi, bây giờ cô sẽ cho chúng ta xem một vài những cái đoạn văn mẫu mà cô yêu thích. Thì các em có thể là luyện đọc cùng với cô, sau đó là chúng ta sẽ đọc thêm những cái đoạn văn khác nữa. Giờ cô mời các em cùng quan sát nhé. Ví dụ như cô thích một đoạn trong cái bài đọc cánh đồng của bố. Đây là dạng bài văn ngắn nha. Rồi, cánh đồng của bố. Buổi tối bố phải đi nhẹ chân, đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khỏe lắm, với bố đi nhẹ là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ. Vậy là nội dung của bài này là gì ạ? Đó là sự yêu thương vô bờ của bố dành cho con của mình, phải không ạ? Bố rất là yêu thương con, sợ con thức giấc. Cho nên là đi dù bố to khỏe, đi bước chân có thể là nghe mình nghe lớn tiếng, nhưng mà vì con cho nên là bố đi rất là nhẹ chân để giữ được một cái giấc ngủ ngon cho con của mình ha. Rồi, hoặc là trong bài làm việc thật là vui, cô mời mấy bạn cùng đọc với cô ha. Làm việc thật là vui, quanh ta mọi vật mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút báo giờ. Con gà trống gái vang ò ỏ o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng, cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Vậy thì nội dung của đoạn văn này là gì ạ? Đó là mọi vật, đúng không? Mọi vật đều làm việc. Ví dụ như là gì? Đồng hồ
cũng làm việc, con gà, con tu hú, con chim cũng làm việc, ai ai cũng phải làm việc vì lao động là vinh vinh quang, không ạ? Bác Hồ từng nói với chúng ta là gì? Lao động là vinh quang, có nghĩa là con người chúng ta phải sống làm việc, phải có làm việc thì chúng ta mới có được vinh quang, đúng không? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 2 của mình rồi. Cô mời các em cùng tiến hành đến bài tập số 3 với cô nhé. Đổi với bạn về một thông tin em thấy thú vị theo gợi ý. Tên bài đọc, tên tác giả, thông tin thú vị. Có nghĩa là đối với một bài đọc, chúng ta lựa chọn một bài đọc nào đó trong 4 bài mà chúng ta vừa tìm được. Thì khi chúng ta lựa chọn, chúng ta phải nêu cái tên bài đọc đó là gì, tác giả của bài đọc đó là ai, và chúng ta thông tin nào mà chúng ta cảm thấy thú vị. Cô sẽ gợi ý cho chúng ta thêm. Chỗ cái phần thông tin thú vị thì thông tin thú vị ở đây có thể là chúng ta sẽ nói về những cái điều mà chúng ta đã học được, hoặc là những điều mà chúng ta nhận thấy là liên hệ được với bản thân của mình, hoặc là không thì là cái nhân vật mà mình yêu thích, hoặc là những cái chi tiết nào mà chúng ta cảm thấy thú vị nha. Rồi, cô ví dụ, cô có một vài những cái bài đọc mà cô yêu thích, cô sẽ làm mẫu cho các em. Các em lắng nghe cô đọc, rồi sau đó mình đọc nhẩm theo, rồi nhìn cái bài mẫu, rồi chúng ta sẽ tiến hành là mấy con sẽ trình bày vào trong vở nháp của mình, giống như cô vậy đó. Đầu tiên là tên bài đọc, rồi đến tên tác giả, sau đó là cái thông tin mà mình cảm thấy thú vị. Rồi cô mời các bạn cùng đọc với cô ha. Đầu tiên cô chọn tên bài đọc đó là Làm việc thật là vui. Tên tác giả Tô Hoài. Thông tin thú vị. Ở đây cô chọn rất nhiều thông tin, còn đối với mấy em thì có thể chọn một hoặc là hai thông tin là được rồi ha. Ví dụ cô thấy thú vị là gì? Nó báo cho chúng ta một cái thông tin, biết được là cái đồng hồ thì báo thức, báo thức rồi báo giờ cho chúng ta, rồi con gà gái thì báo thức mọi người, con tu hú thì báo mùa vải chín, chim bắt sâu thì bảo vệ mùa màng, cỏ xanh nuôi bò, còn cành đào thì nở hoa cho ngày xuân thêm rực rỡ, thêm tưng bừng, cho chúng ta biết là đã sắp đến mùa xuân. Tiếp theo, một cái bài đọc nữa đó là cô chọn, đó là bài Vu Thiếp. Tên tác giả là Nguyễn Thị Hương. Thông tin cô cảm thấy thú vị ở đây là gì? Cô học được cái cách để làm một cái bưu thiếp. Chúng ta làm bưu thiếp để làm gì? Ở những tiết trước chúng ta đã được học thì cô nhắc là gì? Chúng ta làm bưu thiếp để chi? Chúng ta sẽ đích thân, chúng ta làm để chúng ta thể hiện được cái tình cảm của mình trong đó. Khi chúng ta tặng cho bạn bè, cho người thân, cho ông bà, cha mẹ, hoặc là cho thầy cô nhân một cái dịp nào đó, hoặc là dù không nhân dịp nào đó, nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy là yêu mến, yêu thương ông bà, cha mẹ hay thầy cô, bạn bè xung quanh mình, thì mình vẫn có thể làm một chiếc bưu thiếp để tặng cho họ, để thể hiện cái tình cảm yêu thương của mình trong đó. Đó là một cách để làm cho cái mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, đúng không nè? Đây, đây là cái bước để tiến hành thực hiện cái bưu thiếp. Thì các em nếu mà muốn thực hiện, chúng ta có thể là sách giáo khoa, chúng ta coi lại cái cách để làm một cái bưu thiếp ha, rất là dễ. Cũng đã hoàn thành xong cái bài tập số 3 cũng như là kết thúc cái tiết học hôm nay. Cô sẽ củng cố lại nội dung của bài học hôm nay. Đầu tiên đó là bài bưu thiếp. Như cô đã nói thì bài bưu thiếp sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để thực hiện một cái bưu thiếp. Và chúng ta làm nó để làm gì? Để tặng cho người thân, bạn bè, ông bà hoặc cha mẹ của mình nhân một cái dịp lễ hoặc một cái dịp đặc biệt nào đó, để thể hiện cái tình cảm của mình đối với họ. Đó là một cách tốt để chúng ta duy trì một cái mối quan hệ tốt đẹp nha. Bài cánh đồng của bố thể hiện cái tình yêu thương vô bờ bến của bố dành cho con. Qua đó chúng ta phải biết sao yêu thương, kính trọng, biết ơn bố của mình. Cụ thể là gì? Việc làm mà chúng ta thể hiện ngay bây giờ là mấy con phải biết vâng lời cha mẹ của mình, phải biết yêu thương, kính trọng. Rồi đặc biệt là chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ cái công lao mà bố đã ngày đêm vất vả lao động để nuôi cho chúng ta ăn học. Đúng không nè? Còn bài làm việc thật là vui cho chúng ta thấy một điều là gì? Quanh ta mọi vật mọi người, ai cũng làm việc, vì chỉ có công việc mới mang lại niềm vui cho mỗi người. Vậy thì liên hệ bản thân mình, các em phải biết chăm chỉ học tập và rèn luyện thì nó mới mang lại niềm vui cho chúng ta.
Cụ thể cô ví dụ như cái ngày đó chúng ta quên quên viết bài, vậy thì trong lòng chúng ta có vui không? Đâu có vui, phải không? Chúng ta cảm thấy là khó chịu, bức xúc trong người là do chúng ta không hoàn thành được cái nhiệm vụ học tập của mình, chúng ta không không có làm được bài theo yêu cầu được, vậy chúng ta cảm thấy không vui. Vậy thì chúng ta phải chăm chỉ học tập, phải rèn luyện từng ngày để chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất. Đó chính là cách để chúng ta mang lại cái niềm vui cho bản thân mình đó. Rồi bài thời gian biểu. Thời gian biểu thì giống như cô nói là gì, giúp chúng ta thực hiện được cái công việc hàng ngày một cách hợp lý và khoa học. Bản thân mình thì phải biết lập một thời gian biểu để thực hiện các công việc hàng ngày. Thì các bước hoặc là cái cách tiến hành lập thời gian biểu thì chúng ta đã được học trong bài tập đọc thời gian biểu rồi. Bây giờ cô chỉ nhắc lại sơ là chúng ta phải biết tiến hành lập cái thời gian biểu để lên kế hoạch cho bản thân mình. Ví dụ như có thể là trong một ngày chúng ta đặt ra mục tiêu là chúng ta phải đọc bài hoặc là học bài xong, rồi sau đó đi thăm ông bà chẳng hạn, thì chúng ta phải lên kế hoạch, lên thời gian cho chính xác để chúng ta có thể hoàn thành hết tất cả những cái công việc đó trong một ngày. Nếu không lập thời gian biểu thì chúng ta sẽ làm việc theo cảm tính, có nghĩa là khi nào chúng ta vui chúng ta làm, buồn thì chúng ta không làm cái công việc đó, thì dẫn đến là cũng hết một ngày nhưng mà chúng ta không hoàn thành được công việc, làm cho cái công việc chúng ta bị trì trệ đi ha. Vậy là chúng ta để sống có khoa học và hợp lý thì chúng ta phải xây dựng cho mình một thời gian biểu. Khi kết thúc tiết học thì cô sẽ cho chúng ta xem một cái đoạn video clip nói về 6 bước rửa tay để giúp cho chúng ta có một đôi tay thật sạch, nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho chúng ta trong cái mùa đại dịch này. Các em cùng xem và phải cố gắng thực hiện theo nhé. 6 bước rửa tay đúng, ta không rửa nào. Lần tay ướt, thiếu xà phòng, xoa vào lòng trà tưới trà lui, trà bên trái rồi trà bên phải, cùng trà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ vào bước số 2, trà bên ngoài cũng khá kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy trà vào nhau, biết tóc bánh kẻ ngõ sạch đâu, phía bên trái và phía bên phải. Nếu làm xong thì qua bước 4, trà ngón tay vào lòng bàn tay, trà bên trái cũng rồi thì tới bước 5, xoay ngón tay vào lòng bàn tay, xoay ngón cái xoay đi xoay lại, xoay bên trái rồi xoay bên phải, rồi ta cùng làm bước cuối cùng, đầu ngón tay xoay lòng bàn tay, xoay tay trái rồi đổi tay phải, ta cùng xoay liền tay sang cũ, xong hết rồi, rửa nước thôi. Rồi vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sáu bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng trà tới trà lui, trà bên trái rồi trà bên phải, cùng trà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ vào bước số 2, trà bên ngoài cùng cá kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy trà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngó sạch bông, miết bên trái và miết bên phải. Nếu làm xong thì qua bước 4, xong rồi thì tới bước 5, xoay ngón tay vào lòng bàn tay, xoay ngón cái xoay đi xoay lại, xoay bên trái rồi xoay bên phải, rồi ta cùng làm bước cuối cùng, đầu ngón tay xoay lòng bàn tay, xoay tay trái rồi đổi tay phải, ta cùng xoay vì tay sạch cũ, xong hết rồi, rửa nước thôi. Chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.